Giờ trang tích vũ lê triều, suối lân công chúa Mỹ Kiều, hồ diễm hương non xứ lạng sơn đâm hùng vị. Đến suối lân cảnh nhờ chi phong quang nhạc thơm tâu đến tòa vàng. Ngược suối mộ đức mê
sương, không quản xa gần không ngại nước mây. Hôm nay loan xa về đây, Sơn Lâm Hồ Dễ một cây men rừng, Sơn Lâm Hồ Dễ men rừng một cây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban phúc mười đàn ấp ấp no cho mọi nhà. Thank you.
hoàng tung cánh vô sầu đồng tình. Vườn trên nó dù con rầu dĩ thú sơn trang, cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trong thành.
yêu nhiều xinh quá là xinh. Người xinh cạnh cũng không hiểu gì. Người xinh cạnh cũ lúc linh khắc thank you.
Long Thành thắp một tuần nhang tấu về thủy phủ các cung các tòa thiên đình cho nó diêm la cho nó diêm la thiên đình cho nó diêm la tấu về thủy phủ cô cha độc đình vốn dòng làm chúa thoại cung đồng đình hồ nước bạc lòng anh xôn xao sóng vỗ bên gành bên gành trắng trắng soi chân ông bước bước thank you.
gió hiu hiu. Thôi ý, được một khoảng đầy ông bơ sưởi ấm hồn. Thank you.
hôm nay bỗng ngọc về sớm hôm nha khói khói nha phục ở trần kỳ có chút nào cô có chữ nam mô trần kỳ có chữ nam mô a di đà phật hoàng đi châm đồng bảy có phép thần thông Thank you.
say phú say thương con hoàng bày say hơi thuốc ông say này nợ tang bong 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 tính lại say say khoảng bảy đô ai biết được hương thơm khói tỏa mút trời mây người phàm trần chúng con xưa nay thì hồ dễ mấy ai hay ta đang bồng hồ thủy hẹn ngày cho người họ nguyện được hưởng vinh nhờ hoa ông bảy con lưng lưng trên đất 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 Việt ăn dân dân hộ quốc phúc phúc nắng hà xa bảy là con ngồi thượng đế sinh ra giang tại sơn năm năm đất đất bảo hà diệt mạo hương hào tươi nét ngọc dùng nghi tuấn tú đẹp khác nào sáng tay mở khoai
phúc đi à, ông bảy cho vào, cho vào trong hồi huynh đi sáng lô sáng lô pha tiên hồi huynh tiên ông bảy cho vào, ô tiên hồi huynh tiên ông bảy cho vào. Chẳng để làm gì cho ai.
vì hoàng thương dân. Có rượu nào hoàng nhấp nhấp chớ say, vui cùng thế sự một vài giây cho chúng con thỏa lòng. Trồng tươi nan nan tốt vun đi hồng hồng tươi, để bao dạ hiểm lòng ra thấp thoáng trong thanh cảnh hồng, thấp thoáng trong thanh nơi an có đức thanh mình ra đời. We'll be right back.
trồng hoa. Chúng con lại nhớ tới người thu về, chúng con lại nhớ tới Đức Hoàng Mười trong tỉnh Nghệ An tẩy tiền rót chén rượu dâng nấp tuần sơ dâng lên điện ngọc dâng lên kính vua dâng lên kính mẫu để các o dâng mời làm mời rước quan hoàng mười sợi sợi rước quan hoàng tay mày tinh tiên rót chén trên rượu mời dâng dâng nhị tuần tuần à dâng lên vì ngọc các cô tiến dâng dâng nghi mời làm mời giúp con hoàng mười sơi các o dâng mời giúp con hoàng mười sơi quỳnh nhờ tiên xót chén rượu đào tam quần chúng dâng lên điện ngọc dâng lên tạ mẫu đề có dâng mời làm mời giúp con hoàng mười sơi quan hoàng sơ trước đêm vui ngày hôm nay họ nguyện con kiều thịnh bóng hoang mười về ông mười về giáng đền sau chừng lệ hoàng mười chừng tâm mơ cho họ nguyện họ chồng con ngày hôm nay lòng thành tiền tung ai xanh tẩy
dâng nì, nhang dâng một triền nì, trống điểm nì thì công chúa dâng nhang mẹ
ra tay
tay trước bánh hành phù tàn nhang nghe nước thoải cô bạn cho lại tố tiên cô tố cụ bờ thoải anh nhờ lệnh nghề chính là thương đến các thành đồng đồng đi.
sơn hà hoặc nề cho làm nữ trẻ già đều đắc bình an nên bình an hơn là tình tan tình tan tình tình người ta ơi quả xanh xanh quả trắng trắng quả hồng hồng quả trắng dưới thoại quả hồng mà chín thiên tây tiên ngũ lượn cánh tiên tình tình tam tình là tình tình tam tình tình sóng lặng biển an cô chín quạt cho sóng lặng biển an nề cho trăng ngân sáng tỏ thank you.
suối sớm chiều vào xa suối ngàn chính quán quê nhà. Dâng lên Tam Bảo mời phương độ trì, tay dâng nhang
thanh mười phương cộng tông số phật thanh mười phương thanh độc độc đệ tử tưởng nương ý trăm tuổi già. Trường giang tháng tám tiệc trà, tháng ba tiệc mộng gần đi xa, nước cất lòng mê. Lạy cậu mây núi cùng leo, cậu bé thương đồng mây núi cùng leo.
mây sông cũng lội mây cầu cũng sắp tan rồi chia tay. Hẹn đến lần sau câu ơi đừng quên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.